Nhanh lên đi chị. Ok, nhanh lên Đức Anh ơi. Nhưng mà hôm nay được có 400 đơn thôi, bởi vì là bị giới hạn đơn mọi người ạ. Giới hạn đơn, hôm nay chỉ còn 400 đơn nữa, 30 giây nữa là xong mọi người ạ. 30 giây nữa là lên. 30 giây nữa là lên. Tôi không ngờ là cái bánh trung thu này lại hot đến như thế. Trời ơi. Vừa mới bước chân sang bên Hàn thì ở nhà đã làm khóa mất cái shop của tôi. Nhân này là nhân mơ dừa. Nhân này hơi ngọt nha. So với là hai cái nhân thập cẩm và gì nhỉ? Mochi khoai môn thì nhân này hơi ngọt. Ai mà không thích ăn ngọt thì mọi người mua nhân thập cẩm và mochi. Ôi, mình không phải qua Hàn làm mũi đâu mọi người ơi, trời ơi. Hàn sử dụng là một tháng. Một tháng. Nhưng mà hôm nay mọi người đặt thì phải tầm tầm bao giờ nhỉ? Tầm khoảng 10 ngày sau mới 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 tầm khoảng 10 đến 14 ngày sau mới được nhận. Tất cả mọi người sẽ được nhận trước Trung thu. Mọi người sẽ được nhận trước Trung thu nha. Và cái pre order này, Đức Anh ơi, pre order 14 ngày nha, không phải 7 ngày nữa nha, bởi vì 7 ngày không kịp mọi người ạ, 7 ngày không kịp làm. Và cái ngày kết thúc pre order bánh là ngày 28 tháng 8. Thì từ 28 tháng 8 đã lên đâu? Từ 28 tháng 8 sẽ dừng nhận order bánh. Và từ ngày 28 đến ngày mùng 10 tháng 9 bọn mình sẽ đi đơn hết để cho mọi người nhận trước Trung thu nha. Đã lên đâu? Lên chưa Đức Anh? Có 400 cái thôi mọi người ơi. Có 400 cái thôi. À, ừ nhờ. Mọi người muốn lên bánh lẻ hay là bánh set cao cấp? Set cao cấp cũng là nhận order nha, chứ chưa có sẵn đâu, cho nên là mọi người cứ order trước đi. Từ bây giờ cho đến trước Trung thu bọn mình sẽ ship đi cho mọi người, chứ đừng rồi chờ đến khi mà Trung thu mua là không có đâu. Bởi vì nhận order đến ngày 28 tháng 9, à quên, 28 tháng 8. Bánh lẻ à? Ok, lên 400 suất bánh lẻ đi, bởi vì là chỉ có 400 đơn thôi. Lên bộ lên đi Đức Anh ơi. Thằng này lề mề lắm. Lên đi. Lên đi Đức Anh. Lên rồi mọi người ơi. Lên rồi. Ghim không đếm à chị? Ok, 5 4 3 2 1 ghim. Ghim. Trời ơi. Người làm bánh mà không có bánh để bán. Hôm qua công ty Nam Hoàng được lên nhiều, hôm nay Nhật Lệ chỉ lên được 400 suất. Cái nhân mơ dừa này hơi ngọt nha. Nhưng mà so với bánh trung thu bình thường thì nó vẫn là bình thường, nhưng mà so với hai cái loại trước thì nó hơi ngọt. Hết rồi. Hết rồi đấy, hết 400 suất rồi đấy mọi người. Tức là đang bị giới hạn đơn. Mọi người chờ vào ngày 23 linh like. Chờ vào ngày 23 linh like rồi là order nha. Order tầm 14 10 đến 10 10 đến 11 12 ngày gì đấy sẽ ship. Và mọi người sẽ được nhận trước Trung thu. Chỉ mang nước tẩy trang không à? Nước tẩy trang chỉ không. Không không bán được tiếp mọi người ạ, bởi vì đã bị giới hạn đơn. Ủa sao lên bánh view cao thế nhỉ? Lúc hết bánh thì view tụt không phanh. Chị mang kem chống nắng không? Có, chị mang kem chống nắng này Đức Anh ơi. Đây, chị mang kem chống nắng này. Có bán kem chống nắng này không? Bởi vì là mình ít dùng kem nền với là kiêu sần lắm, mình hay dùng kem chống nắng tone up trắng da. Kem chống nắng trắng da, nhưng mà cái này có lên không? Cái này có bán không?
Cái này của bạn không? Ui, ai đặt được rồi, mọi người comment cho mình cái. Ê, tính ra nha, cái vụ bánh trung thu này nha, chỉ bán để làm thương hiệu thôi. Thực ra thì lời thì cũng lời, nhưng mà lời nó không được nhiều. Nhưng mà nó bị ảnh hưởng rất là nhiều đến shop, bởi vì đơn quá nhiều, không ship được. Nhưng mà lần tới bên mình và chị Hằng sẽ kết hợp làm set Tết. Thì không biết như nào nữa. Thì nếu như mà kết hợp làm set Tết với chị Hằng thì như nào mọi người? Chết chắc chết. Ôi, ai đây nhỉ? Ai mới đây nhỉ? Có kem chống nắng này không Đức Anh? Có kem chống nắng này không mọi người nhỉ? Lên hộp cao cấp đi em, shop bị giới hạn đơn rồi anh ơi, không bán được nữa, shop bị giới hạn đơn rồi. Có kem chống nắng này không mọi người, trong giỏ hàng có không? À, trong giỏ hàng có này, 445k, hôm nay chỉ còn 271k free ship. Kem chống nắng Centella Skin Food, chiết xuất từ rau má, dùng cho những làn da, da nào cũng dùng được. Nếu như mà da dầu, da mùn dùng được thì da nào cũng dùng được. Và cái này là tone up nha. Nó sẽ hơi hơi trắng, hơi nâng tông. Ai mà lười make up, ai mà kiểu da bị mùn, không dùng cushion hay gì á. Sao cái này nó ảo ảo thế nhỉ? Nó không thật nhỉ? Chờ mình một chút nha. Thế nhưng mình đang làm mìn ra. Đấy, biết ngay mà, làm mìn 34. Đấy, mình nhìn thấy da là thật hơn chưa? Da là thật hơn chưa? Mình đang về không rồi đấy. Thề luôn. Thề làm chó. À, đây, kem nền. Ok, xong chưa? Nhìn thấy chưa? Da thật chưa? Đây. Ôi, hơi nhiều. À, cái lúc mà dùng kem chống nắng ấy mọi người vỗ nhá. Bởi vì là cái kem chống nắng này nó nâng tông. Nếu như mà mọi người thoa thì nó sẽ có vệt trắng. À không. Mọi người vỗ xong rồi là sau rồi thoa sau. À. Đây, mọi người có nhìn thấy không? Nó sẽ trắng hơn. Trắng nhưng mà trắng kiểu không ảo nhá. Trắng không ảo đâu. Sao ngồi đây nó cái góc quay nó cứ bị ngược sáng phải không mọi người? Ừ, hết bánh cắt view tụt không phanh. Hay mình bỏ góc này nhỉ? Mình đang vừa sạc pin vừa livestream. Hay bỏ góc này nhỉ? Bỏ góc này được không? Hàn Quốc kiểu gì mà đèn các kiểu còn không bằng ở Nghệ An nữa. Trời. Trai xài được không? Có chứ. Con trai xài bình thường mà. Có sao đâu.